Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô và các em con cùng học tiết tập làm văn tuần 21, đáp lại lời cảm ơn, tả ngắn về loài chim. Bài học hôm nay của chúng ta gồm 3 phần. Phần 1, biết đáp lại lời cảm ơn trong các tình huống giao tiếp. Phần 2, tìm được các câu văn miêu tả trong bài văn chim chích bông. Phần 3, viết được 2 hoặc 3 câu về một loài chim mà em thích. Các con đã nắm được nội dung bài học ngày hôm nay. Cô mời các con chúng ta bắt đầu. Bài 1. Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây. Các con hãy quan sát và cho cô biết trong tranh của cô vẽ gì nào. Trong tranh của cô vẽ hai nhân vật, nhân vật bà cụ và nhân vật một cậu học sinh. Cậu học sinh đang nắm tay bà cụ và dẫn bà cụ sang đường. Khi sang đường thì bà cụ nói: "Cảm ơn cháu." Đáp lại lời của bà cụ, cậu bé nói: "Không có gì ạ." Vậy, cô đố các con, trong lời nói của bà cụ và lời nói của cậu bé, thì lời nói nào là lời nói đáp lại lời cảm ơn? Như vậy các con đều đã biết, lời nói của cậu bé chính là lời đáp lại lời cảm ơn của bà cụ, đúng không nào? Và cô cũng lưu ý các con, khi các con muốn giúp đỡ một ai đó mà vượt quá khả năng của mình thì các con có thể nhờ ba mẹ hoặc là thầy cô giúp đỡ cùng, các con nhớ nhé. Ngoài cách đáp lại lời cảm ơn của cậu bé trong trường hợp này, chúng ta còn có những lời đáp khác hay hơn nữa. Vì vậy các con hãy suy nghĩ nêu lời đáp của mình trong các tình huống sau ở bài tập 2 nhé. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng bước sang bài tập số 2. Bài 2. Em đáp lại lời cảm ơn trong các trường hợp sau như thế nào? Trong bài này cô có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn em nói: "Cảm ơn bạn, tuần sau mình sẽ trả." Trường hợp B, em đến thăm bạn ốm. Bạn em nói: "Cảm ơn bạn, mình sắp khỏi rồi." Trường hợp C, em rót nước mời khách đến nhà. Khách nói: "Cảm ơn cháu, cháu ngoan quá." Trong bài này yêu cầu chúng ta là đáp lại lời cảm ơn, có nghĩa là khi mình giúp đỡ một người nào đó và được người ta cảm ơn thì mình sẽ đáp lại, và đáp lại như thế nào. Cô cùng các con sẽ cùng nhau làm bài trường hợp A. Trong trường hợp này, em cho bạn mượn quyển truyện, bạn em nói: "Cảm ơn bạn, tuần sau mình sẽ trả." Vậy theo các con sẽ suy nghĩ và đáp lại lời cảm ơn như thế này như thế nào? Ngoài cách đáp "không có gì đâu" thì chúng ta sẽ có nhiều cách đáp khác. Ở đây cô hướng giới thiệu về cách đáp của cô. Bạn không phải vội, mình chưa cần ngay đâu. Còn các con đã nghĩ ra chưa? Nếu các con đã nghĩ ra rồi thì các con hãy viết vào phiếu bài tập cho cô. Các con thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày, khi mà mình làm được nhiều việc tốt và nhận được nhiều lời cảm ơn thì các con thấy mình có vui không? Tất nhiên ai cũng rất cảm giác rất là vui và hạnh phúc, đúng không nào? Và cô hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt và nhận được nhiều lời cảm ơn các con nhé. Tương tự như vậy, đối với trường hợp B và trường hợp C, các con hãy suy nghĩ và viết lời đáp của mình thật là hay và chính xác. Các con chú ý, khi đáp lại lời cảm ơn, chúng ta cần phải nói với thái độ chân thành, lịch sự và nhẹ nhàng. Các con nhớ nhé. Bây giờ, cô sẽ cho các con xem một bức tranh và cho cô biết trong bức tranh này chụp về con chim gì. Đây chính là con chim chích bông. Đây, chim chích bông là một loài chim rất là xinh đẹp và dễ thương trong thế giới loài chim. Nó có đặc điểm về hoạt động hình dáng như thế nào. Bây giờ cô mời các con cùng bước vào bài tập số 3. Trong bài tập này, các con hãy đọc kỹ bài Chim chích bông của nhà văn Tô Hoài và thực hiện cho cô hai yêu cầu. Yêu cầu A, tìm những câu tả hình dáng của chích bông. Yêu cầu B, tìm những câu tả hoạt động của chích bông. Các con đã nắm rõ yêu cầu của cô chưa? Cô mời các con cùng lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Chim chích bông. Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc
nhảy cứ liên liến, hai chiếc cánh nhỏ xíu, cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy, cặp mỏ tí hon ấy gấp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong những thân cây mảnh rẻ, ốm yếu. Chích bông xinh đẹp, chẳng những là bạn của trẻ em, mà còn là bạn của bà con nông dân, theo Tô Hoài. Bài văn Chim chích bông này được viết làm thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, chim chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Đây là đoạn giới thiệu. Đoạn thứ hai, từ hai chân chích bông xinh xinh cho đến mảnh rẻ ốm yếu. Đoạn này nói về hoạt động và hình dáng của con chim chích bông. Đoạn cuối cùng, chích bông xinh đẹp cho đến là bạn của bà con nông dân. Đây là đoạn nói về cảm nghĩ của nhà văn đối với con chim này. Các em đã nắm rõ được bố cục của bài văn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em chúng ta cùng thực hiện câu A và câu B. Ở câu A, chúng ta yêu cầu chúng ta đi tìm về hình dáng của con chim chích bông trong đoạn này. Thì chúng ta sẽ dựa vào đoạn thứ hai để chúng ta tìm. Khi nói về hình dáng thì các con hãy tìm hình dáng của chân của chim chích bông. Thứ hai là chúng ta tìm về hình dáng của hai chiếc cánh. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm về hình dáng cặp mỏ của chích bông. Để làm được câu B, tìm các từ miêu tả về hoạt động. Thì hoạt động ở đây, chúng ta sẽ tìm những từ hoạt động của hai chân của chích bông như thế nào. Hoạt động của hai cánh của chích bông và hoạt động của cặp mỏ có nhiệm vụ nó làm gì? Các con đã nắm được cách làm của bài tập này chưa? Nếu các con đã nắm được rồi thì các con hãy về nhà và làm vào phiếu bài tập và gửi lại giùm cô. Để tặng cho các con thì cô sẽ cho các con xem một đoạn phim nói về một con chim chích bông rất là dễ thương này. Mời các con cùng theo dõi. Bây giờ các con hãy dựa vào bài chim chích bông vừa rồi, các con hãy làm tiếp theo yêu cầu của cô, đó là viết 2 đến 3 câu về một loài chim mà em yêu thích. Để làm được bài tập này thì cô sẽ hướng dẫn các con trình tự làm như sau. Đầu tiên, các con phải giới thiệu được loài chim mà mình thích. Khi chúng ta viết về loài chim, chúng ta chỉ viết duy nhất một loài thôi, chúng ta không có kể nhiều loài trong một bài văn của chúng ta. Ví dụ như mình có thể kể về chim sẻ hoặc chim sáo hoặc chim vẹt, chúng ta chỉ chọn một con chim để chúng ta kể. Thứ hai, chúng ta sẽ kể về hình dáng của con chim. Hình dáng ở đây chúng ta sẽ chọn những hình dáng nổi bật như là bộ lông, hình dáng của mắt mỏ, hình dáng của đôi cánh, hình dáng của đôi chân. Thứ ba, chúng ta sẽ kể về hoạt động của con chim như là bay nhảy, hoạt động hót múa. Đối với hình ảnh múa thì đối nó gắn liền với, nếu chúng ta kể về hoạt động của con công thì từ múa này sẽ hoạt động chính của con công. Hoạt động kiếm ăn. Sau khi chúng ta giới thiệu về loài chim, hình dáng, hoạt động thì cuối cùng chúng ta sẽ viết tình cảm của mình dành cho con chim này. Thì chúng ta sẽ kể về cách chúng ta chăm sóc loài chim đó nếu chúng ta gia đình chúng ta nuôi. Và chúng ta có thể kể về cách chúng ta yêu quý và bảo vệ loài chim này như thế nào. Các con đã nắm rõ được yêu cầu và cách làm của bài tập làm văn này chưa nào? Nếu các con đã nắm được rồi thì cô mong rằng các con ở nhà sẽ làm thật tốt bài tập này và sẽ viết thật là hay. Các con có đồng ý không? Và để làm được bài tập này thì các con hãy chú ý cho cô. Chúng ta viết đúng theo nội dung của yêu cầu đề bài. Thứ hai là khi chúng ta viết, chúng ta cố gắng diễn đạt lời văn thật rõ ràng, thể hiện được tình cảm chân thực và liên kết các câu lại thành một đoạn văn. Như vậy chúng ta thấy rằng trong thế giới loài chim có rất là nhiều loài chim xinh đẹp và đáng yêu, như là chim sơn ca, chim bồ câu, chim vẹt, chim cánh cụt, chim công, chim đại bàng.
và nó rất là có ích cho cuộc sống, nó tô điểm thêm cuộc sống ta thêm tươi đẹp, nó cất tiếng hót làm cho không khí bầu trời êm ả và yên bình. Vì vậy cô mong rằng các con không nên săn bắt những loài chim này, và đặc biệt là hãy kêu gọi mọi người không nên chặt phá cây rừng, bởi vì cây là nơi mà chim làm tổ, các con nhớ nhé. Và một lần nữa cô xin chân thành cảm ơn các con đã theo dõi và ủng hộ cô trong bài học ngày hôm nay. Cô cảm ơn tất cả các con và chúc các con chăm ngoan học giỏi. Chân thành cảm ơn.